trở lại nơi hẹn hò năm xưa, kỷ niệm nào ở bên góc mai phương trường, và tìm về ngọn đồi năm cũ, thanh thành sơ nguyên hương kề vai dưới trăng, đào hoa đào cô đơn mong chờ. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Thì game dĩ một Elfun Việt Nam Mobile sau nhiều lần update mini nhỏ thì là họ đã cân bằng và chỉnh lại đam của một số môn phái. Thì nhiều anh em inbox cho mình là anh ơi, là hỏi mình là lựa chọn môn phái nào để có thể là đi tống kim cho nó mạnh. Thì bây giờ là mình sẽ review ở trong cái video này cho anh em nào, một số anh em nào đang thắc mắc, để có thể là tìm hiểu và có thể là chơi lại ở những server mới để chọn những môn phái cho nó phù hợp để đi tống kim nhé. Ok, bắt đầu mình sẽ vào game. Thì hai máy chủ mới đây, mình sẽ nói luôn là hai máy chủ mới Tương Dương và Công Thành Chiến. Nó là hai máy chủ mới ô bình được hơn tháng. Anh em nào mà đang chơi iOS mà chưa cập nhật lên cái phiên bản như thế này thì anh em nhớ là tải qua test live, sau đó là ghi tên GX1 Elfun Việt Nam để anh em có thể là cập nhật cái phiên bản mới này để vào game trải nghiệm được những hai server mới này nhé. Ok, bắt đầu mình sẽ vào game đây. Thì trước khi tạo nhân vật thì mình không nói qua về cái chỉ số thôn này. Nếu mà mình thôn thì đây thì là anh em thích ở thôn nào thì anh em có thể là chọn vào thôn đấy để anh em trải nghiệm game. Thì khi tạo nhân vật thì nó gồm có 5 phái, đó là 5 hệ phái, đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em những phái mà GX1 Elfun họ đã nâng cái chỉ số đam lên rất là trâu. Đầu tiên đó là môn phái hệ kim. Hệ kim thì bây giờ anh em được biết là môn phái thiếu lâm đao đang rất là bá anh em nhé. Thiếu lâm đao đang được sở hữu cái lượng đam rất là trâu. Về cái tỷ lệ đam này và cái tỷ lệ thủ trâu này, hay gọi là hiệu ứng băng sát này, rất là trâu luôn. Thì là thiếu lâm đao đang là một số môn phái đang được là nhiều anh em lựa chọn để đi tống kim ở cấp độ trên 100. Thì mình thấy là rất nhiều anh em đi tống kim của môn phái thiếu lâm đao thì là họ giết được mấy chục mạng toàn đứng top không. Rồi còn về môn phái thiên vương thì thiên vương hiện tại thì mình thấy là thiên vương thương thì rất là mạnh. Thiên vương thương thì hiện tại bên GX họ nâng cái tỷ lệ đam và cái tỷ lệ sát thương chí mạng rất là mạnh luôn. Thì thiên vương trì thì mình chưa test nhưng mà mình thấy thiên vương thương rất là mạnh luôn. Còn về hệ mộc. Về hệ mộc thì anh em biết thì là môn phái đường môn và môn phái ngũ độc. Thì ngũ độc thì mình không phải nói làm gì rồi. Ngũ độc thì cái phiên bản này nó dành riêng cho solo rất là hiệu quả. Còn về đường môn. Đường môn thì anh em thấy là nhiếp hồn thì cũng mạnh. Nhưng mà cái ngày hôm nay là ngày 14 tháng 7 thì là bên GX họ đã fix lại cái đường môn bom. Thì là nó thêm một cái hiệu ứng khống chế của đường môn bẫy. Thì là anh em có thể là sử dụng đường môn bẫy để đi tống kim, nó cũng rất là hay. Ở cấp độ nhỏ và luyện cấp luôn, cũng rất là hay nhá. Còn về môn phái hệ thủy. Hệ thủy thì gồm có Thi Thúy Yên và Nga Mi. Thì những môn phái Nga Mi thì anh em có thể là lựa chọn môn phái Nga Mi Phong Sương. Phong Sương là môn phái nội công thì anh em có thể là đi tống kim rất là tốt. Nó rất là bên tống hay là bên kim mà rất là nhiều Nga Mi Phong Sương thì rất là lợi thế. Và cái tỷ lệ nó giữ chân đối phương rất là tốt và kíp mạng cũng rất là tốt luôn. Anh em có thể là lựa chọn môn phái Thúy Yên nội công. À, Nga Mi nội công. Còn về môn phái Thúy Yên thì mình phiên bản tới này thì họ sẽ fix lại cái Thúy Yên song đao, hay còn gọi là Thúy Yên nội công. Thì là cái môn phái Thúy Yên thì nó đánh xa như kiểu môn phái Nga Mi thôi, Nga Mi nội công thôi. Thì nó cũng rất là bá anh em nhé, tỷ lệ đam nó rất là bá luôn. Anh em cũng thể là lựa chọn môn phái Thúy Yên song đao để đi tống kim rất là lợi. Và BK hội đồng rất là tốt. Và đây là đặc biệt là môn phái hệ hỏa đây. Hệ hỏa thì đang có hai môn phái rất là đình đám, đó là môn phái Cái Bang Rồng và môn phái Thiên Nhẫn Nội Công. Thì hai môn phái này đang được đánh giá là tỷ lệ đam rất là to và đi tống kim rất là sướng luôn anh em. Đứng top là đều là hai môn phái này, đặc biệt là môn phái Thiên Nhẫn Nội Công. Nó được cái là nó KS kíp mạng rất là tốt.
thì anh em có thể là lựa chọn môn phái thiên nhẫn nội công để đi tốn kim rất là lợi hại luôn. Khi anh em luyện lên tầm 11 skill lưu tinh đao pháp thì bắt đầu là nó rất là mạnh. Còn về cái băng rồng thì anh em phải luyện hơi vất vả chút, là cái băng rồng anh em phải luyện lên tầm 20 skill thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện là 4 rồng. Còn dưới 20 skill thì anh em chỉ là 3 rồng, 16 skill là 3 rồng này, 12 skill là 2 rồng. Luyện rất là cực. Nhưng mà cái băng rồng thì luyện rất là nhanh, vì lên cấp 80 thì anh em tăng max cái tiêu diêu công luyện skill rất là nhanh. Thì nó max là 65% tốc độ đánh nội công. Cũng rất là bá. Và nó ăn ít mana nữa. Còn về môn phái hệ thổ ở đây thì là môn phái thì gồm có hai môn phái đang được ưa chuộng nhất, đó là môn phái võ đăng khí hay còn gọi là võ đăng quyền pháp và môn phái côn lôn đao pháp. Đấy, hai môn phái này đi tống kim cũng rất là bá anh em, vì nó sở hữu cái lượng đam rất là to và choáng rất là ghê. Và anh em được biết là môn phái hệ thổ mà nó đánh choáng vào địch thì là anh em khó có thể là bơm máu được với nó, trừ khi anh em mặc đồ thời gian giảm choáng thì may ra anh em có thể là bơm máu được. Chứ anh em không có đồ thời gian giảm choáng thì anh em khó có thể là bơm máu được mấy môn phái hệ thổ này. Đó, đó là những cái môn phái đang được ưa chuộng, đang được anh em ưa chuộng nhất. Đấy, mình nhắc lại đó là Thiếu Lâm Đao. Và môn phái hệ mộc thì gồm có Đường Môn Bom thì đang được fix lại trong ngày 14 tháng 7 này. Thì mình sẽ review một trận về Đường Môn Bẫy cho anh em tham khảo nhé. Còn môn phái hệ thủy thì gồm có Ngami Song Đao, Ngami Đội Công và Thúy Yên Song Đao. Cũng rất là bá, đi tấn kim rất là bá. Còn là môn phái hệ hỏa, Cái Bang và Thiên Nhẫn Đội Công, Cái Bang Rồng và Thiên Nhẫn Đội Công, Thổ thì Võ Đăng Khí và Côn Lôn Đao. Đấy, qua cái video này mình đã review về các phái mà bên GX họ fix rất là mạnh. Anh em có thể là lựa chọn những môn phái để anh em tung hoành thiên hạ anh em nhé. Có thể là trải nghiệm game một cách an toàn nhất. Ok, mình xin phép là dừng video ở đây. Anh em mà thấy video này hay và bổ ích thì cho mình xin một nút like video. Còn em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em ở video tiếp theo.